Vâng, xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn tất cả các bác sử dụng hai tính năng của chiếc camera hành trình Webvision M39X này, là chức năng kết nối Bluetooth với điện thoại để làm thoại rảnh tay, và chức năng thứ hai là kết nối FM để đồng bộ hóa âm thanh từ chiếc camera hành trình Webvision M39X này xuống dưới dàn loa của ô tô. Ở tính năng thứ nhất là Bluetooth thì các bác ấn vào cái phần biểu tượng Bluetooth này giúp em, và dòng trạng thái nó hiện là không có, off thì các bác ấn on sang on giúp em. Ở trên điện thoại các bác vào phần cài đặt rồi vào phần Bluetooth, bật nó lên. Các bác có thể thấy là nó sẽ hiện ra Webvision M39X đây, và các bác ấn vào ghép đôi. Khi mà các bác ghép đôi xong, các bác ấn vào phần kết nối. Khi nó đã kết nối thành công, các bác để ý giúp em là nó sẽ có một cái dòng là đồng bộ danh bạ này. Các bác ấn gạt sang cái này giúp em, để các bác có thể đồng bộ được toàn bộ danh bạ sang bên này. Đó. Bây giờ em sẽ đồng bộ danh bạ của em sang bên này nhá. Ấn vào kết nối. Đây, các bác có thể thấy là nó sẽ loát danh bạ của em lên trên này. Đó, đây là toàn bộ danh bạ của em. Và bây giờ em sẽ thử gọi sang một số khác bằng một chiếc điện thoại. Bên sẽ thoát ra ngoài. Và chúng ta sẽ không sử dụng đến điện thoại nữa, mà chúng ta sẽ thao tác trực tiếp. Bây giờ em sẽ sử dụng một chiếc điện thoại khác đây, và gọi đến cái số điện thoại ở trên cam. Và chúng ta sẽ sử dụng thao tác nghe cũng như là từ chối cuộc gọi trực tiếp tại chiếc cam Webvision M39 này. Bây giờ em sẽ bấm số điện thoại của em. Đây, cái máy đỏ kia. Đây, các bác có thể để ý. 0777365365. Đó, nó sẽ đọc số điện thoại này. Hai số trùng nhau, các bác có thể thấy này. Các bác có thể nghe hoặc là từ chối cuộc gọi. Đó. Đây, các bác có thể thấy số điện thoại đây. 0777360777365365. Đó. Các bác từ nghe thì các bác ấn vào đây, các bác từ chối cuộc gọi thì các bác ấn vào dấu đỏ đây. Đó. Bây giờ em sẽ sử dụng, em bỏ cất điện thoại này sang bên. Em sẽ sử dụng cam hành trình Webvision M39 để gọi lại vào cái số máy này. Em sẽ ấn vào đây, vào nhật ký, và em ấn vào số điện thoại của gọi nhỡ. Các bác có thể để ý này. Đó. Đây chính là số điện thoại của em vừa bấm này. Và đồng thời các bác có thể để ý ở trên cái điện thoại kia của em, nó chính là cái số điện thoại mà chiếc cam hành trình đang gọi. Đó. Ok, như các bạn có thể thấy là nó sẽ đồng bộ hóa toàn bộ cái dữ liệu của cái điện thoại của chúng ta, từ danh bạ cuộc gọi lên đến trên cái thiết bị này. Và khi mà chúng ta lưu thông ở trên đường thì chúng ta sẽ không phải cầm đến điện thoại nữa, mà chúng ta có thể nghe điện thoại trực tiếp ở trên cái thiết bị này. Ok. Mọi thao tác kết nối Bluetooth rất là nhanh chóng và đơn giản. Em sẽ cất điện thoại của em sang một bên, và em sẽ hướng dẫn tất cả các bác cái chức năng thứ hai, đó là kết nối âm thanh, đồng bộ âm thanh từ chiếc camera hành trình Webvision M39X xuống dưới dàn loa của ô tô. Trước tiên thì các bác bật cho em FM và bật một tần số trống dưới 90, và tránh những tần số của đài tiếng nói ra. Thì các bác chỉnh cho em một tần số trống này thì nó sẽ có cái tiếng sôi như này. Đó, em đang để tần số là 87.6 và tần số trống nó sẽ sôi. Và đồng thời ở trên cam các bác ấn vào phần biểu tượng đài FM đây, và ấn vào chữ mở. Khi nó hiện là chữ đóng, các bác chỉnh cho em tần số trùng với tần số của đài FM là 87.6. Khi hai tần số của cam hành trình và tần số của đài trùng nhau thì nó sẽ tự đồng bộ và mất tiếng sôi. Và lúc này là toàn bộ âm thanh của chiếc cam hành trình sẽ xuống dưới dàn loa của ô tô. Và các bác có thể bật nhạc hoặc là những cái ứng dụng giải trí ở trên này. Và toàn bộ âm thanh sẽ xuống dưới dàn loa của ô tô. Đó. Ở cái màn hình này các bác có thể zoom to bằng cách là cho hai ngón tay kéo zoom to nó ra. Để em sẽ... Đây, các bác có thể zoom nhỏ zoom to. Đó. Hoặc là zoom nhỏ lại. Và các bác có thể điều chỉnh âm lượng ở trên vô lăng của các bác. Vâng, những cái thao tác rất là dễ. Toàn bộ khi mà các bác đã đồng bộ được âm thanh xuống dưới dàn loa của ô tô thì toàn bộ những cái cảnh báo bằng âm thanh về lệch làn đường hay là cảnh báo di chuyển, cảnh báo va chạm, hoặc là các bác ở trong ứng dụng bản đồ thì những cái cảnh báo ở trong bản đồ là rẽ trái rẽ phải đều được đồng bộ xuống dưới dàn loa của ô tô. Các bác những bác nào có thắc mắc về những cái tính năng của cam hành trình Webvision M39X thì có thể đặt câu hỏi ở phía dưới clip của chúng em. Bây giờ thì chúng ta có thể test cái cuộc gọi và chúng ta sẽ nghe ở âm thanh luôn bằng dàn âm thanh của xe này, bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng điện thoại và chúng ta có cuộc gọi. Và như ở đây thì mình sẽ cầm một cái máy để gọi vào. Ok. Không 0777365365. Alo. Alo. Đó, các bạn có thể thấy là âm thanh nó. Bây giờ mình sẽ ra khỏi xe nhé. Và Hải ở trong xe nhé. Ok, bây giờ mình đang ở ngoài xe rồi. Nghe rõ không Hải ơi? Đó, các bạn có thể thấy là anh Tùng đã ra phía bên ngoài xe. Nhưng mà Hải có thể bật lại cái camera sau thì có thể thấy mình đang cầm điện thoại ở đằng phía sau của xe luôn. Đó, các bạn có thể thấy là anh Alo. Tùng đã Alo. Rồi. Và nghe rất rõ anh ạ. Đó, các bạn có thể thấy là anh Tùng đã ra phía đằng sau xe. Nhưng mà chất lượng cuộc gọi ở bên ngoài vào trong phía camera hành trình rất là rõ. Mình ngồi trong xe mình nghe anh Tùng nói chuyện rất là rõ. Đó, các bạn có thể thấy. Ok, bạn Hải mở camera phía sau chưa? Có thấy mình ở phía sau chưa? Có anh ạ, em vẫn... Các bạn xem luôn cái chất lượng âm thanh, chất lượng hình ảnh của camera phía sau. Có anh ạ, và em đang bật chế độ cam sau đây rồi. Và mọi người có thể nhìn thấy anh đây rồi. Ok. Vâng. Okay. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ dừng cái bài test về âm thanh ở đây. Đó, đây chính là điện thoại của mình đang gọi. Phía trên cam cũng vậy. Đó. Ok. Mình sẽ tắt cái chức năng gọi điện rồi. Mà các bạn có thể thấy là chiếc Webvision M39 này có rất nhiều chức năng. Vừa rồi ở trên cái clip này nó chỉ là cái bài test về Bluetooth và kết nối chuyển âm thanh không dây xuống dàn âm thanh của xe. Và chiếc xe mình đang sử dụng đây là Honda CR-V. Ok. Và với cái model M39 này, bạn Hải có thể nói thêm một chút về chức năng camera hành trình, mà nó là phiên bản cải tiến nhất mà các model khác gần như là không thể bằng. Ok. Vâng, các bác có thể thấy là ở phần camera hành trình Thì đặc biệt ở chỗ các bác có thể thấy đây chính là mắt cam trước này. Nó có thể phục vụ được tất cả các bác tài, có thể dễ dàng điều khiển cũng như là điều chỉnh được theo cái gương của các bác và theo cái tầm ngồi của người lái xe. Các bác ấn vào phần camera hành trình cho em. Thì đây chính là phần cam trước. Các bác có thể để ý là em có thể giữ tay vào đây và kéo lên xuống ở trong cam. Chúng ta có thể thấy là cái góc quan sát của camera rất là rộng. Mà các bác có thể kích đúp vào phía cam. Đó, các bác có thể thấy là cái góc quay của camera hành trình, cái cam trước rất là rộng. Full màn hình luôn. Màn hình là 10 inch các bác nhé. Và chúng ta có thể thấy là những cái dãy nhà xây ở phía trước. Đó, các cái biệt thự ở phía trước. Ok, khi mà em zoom lại, em kích trở lại bình thường, chuyển sang chế độ cam sau. Chế độ cam sau các bác cũng có thể zoom được như này, hoặc là kéo lên, kéo xuống. Đó, góc quay rất là rộng để phục vụ là các bác có thể lùi xe. Một điều đặc biệt nữa của cam hành trình Webvision M39X là chế độ 2 cam. Những bác nào đã xem những dòng cam thông minh ở bên em thì khi mà vào chế độ 2 cam thì bác có thể để ý là một góc cam còn lại sẽ là một góc 1/4 ở trên này. Nhưng ở cam hành trình đây các bác có thể thấy chế độ 2 cam sẽ chia đôi màn hình, một bên là cam trước và một bên là cam sau. Các bác muốn chọn cam nào to lên thì các bác có thể kích đúp vào phía bên cam đấy, ví dụ như cam trước. Đó, các bác ấn trở lại một lần để về cam kép, và cam sau cũng vậy. Đó. Còn một điều đặc biệt nữa ở dòng cam hành trình Webvision M39X này là không những Webvision M39X treo được ở trên gương mà còn có thể đặt được ở trên bề mặt táp lô. Nó có một cái đế và chúng ta có thể dễ dàng giữ vững nó ở trên cái mặt tablo này. Đó, với cái vị trí gương như thế này thì nó sẽ chồng lên cái gương nguyên bản của xe. Thế nên là có thể là nhiều bác là không thích che mất cái gương nguyên bản, thì các bác có thể lựa chọn cái Webvision M39X này, chúng ta đặt ở trên cái mặt tablo. Đó. Ok, Webvision M39X có 2 lựa chọn. Một là chúng ta có thể đặt nó ở trên mặt tablo, 2 là có thể gắn ở trên chồng lên cái kính lái của xe. Ok, các bác tùy các bác, với những xe nó có mỗi một xe có một cái thiết kế ở cái mặt táp lô khác nhau, thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm nó phù hợp. Và các bác đừng quên Webvision M39X nhé, một cái sản phẩm có rất nhiều cái tính năng độc đáo giúp người lái xe một cách an toàn hơn. Những cái tính năng đó thì bên em cũng mới review cho các bác được một số tính năng cơ bản thôi. Còn các bác muốn tìm hiểu thêm thì vui lòng truy cập website là webvision.vn, hoặc là các bác có thể gõ với từ khóa là Webvision M39X này ở trên Google, hoặc là ở trên YouTube, ở trên Facebook. Ok, xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Và các bác không quên đón xem tất cả những cái clip khác về Webvision M39X này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở các cái clip sau.